Tối 19 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Viện Quan hệ Quốc tế Praha thuộc Bộ Ngoại giao Séc đã diễn ra hội thảo với chủ đề Giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Hội thảo do Viện Quan hệ Quốc tế Praha phối hợp với Trường Đại học Palaki Olomouc của Cộng hòa Séc tổ chức, thu hút sự tham dự của hơn 50 đại biểu là những chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu và trường đại học của Séc. Trong tham luận tại hội thảo, tiến sĩ Bill Hayton, chuyên gia cấp cao thuộc chương trình châu Á-Thái Bình Dương Viện Chatham House, Vương quốc Anh cho rằng, Trung Quốc không có chứng cứ và cơ sở pháp lý để đòi hỏi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông theo yêu sách đường chín đoạn. Nhấn mạnh, trong tiến trình giải quyết tranh chấp Biển Đông, một trong những yếu tố quan trọng nhất là cần phải đánh giá bằng chứng mà các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đưa ra. Đồng thời, các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần thúc đẩy đàm phán cùng cam kết duy trì hiện trạng không mở rộng đòi hỏi tuyên bố chủ quyền. Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về an ninh châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trường Đại học Tổng hợp Sark, Cộng hòa Séc, nhấn mạnh, các hoạt động đơn phương của Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Ông nêu rõ, Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn giá trị chung của quốc tế. Tiến sĩ Richard Tursani, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc thuộc Đại học Palaki Olomouc, cũng bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, tác động tiêu cực tới an ninh khu vực.